Hello anh em, chào mừng anh em mà quay trở lại với kênh Hải Gà. Tiếp tục cái tựa game này, ở phần 2 thì chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cái thành phố. Hôm trước thì mình đã phát triển được 5 năm rồi, và đã xây được hai khu vực ruộng cũng như là một số nhà dân rồi. Cái số lượng dân cư của mình ở trong thị trấn đã lên đến 29 người rồi. Một số những cái tài nguyên cơ bản mình đã có đủ hết, và có lẽ là sẽ bây giờ sẽ bổ sung xây dựng thêm để có thể phát triển thành phố. Ok, cái ruộng lúa thứ hai của mình đã bắt đầu đi vào hoạt động và mình sẽ cho nó trồng lúa luôn. Ở đây nó sẽ thời gian đầu thì nó sẽ trồng hai loại lúa với bí ngô. Sau này khi mà có cảng ấy, thì mình sẽ trồng thêm được nhiều cái loại nguyên vật liệu khác nhau. Ok, tiếp tục nhá. Okay, có lẽ là mình sẽ xây một cái chợ ở đây để giúp cho cái việc trao đổi hàng hóa cũng như là mua bán của người dân dễ dàng hơn. Mình đang khá là phân vân, không biết là nên xây ở khu vực nào. Ok, xây bên này đi. Bên này. Ok, xây bên đây nhá. Vì mình cái kỳ vọng của mình thì nó chỉ là một phát triển một cái thị trấn nhỏ thôi, chứ mình không muốn phát triển một thị trấn rộng. Với mà nếu mà phát triển một thị trấn rộng ấy, thì mình đã chọn một cái bản đồ, đó là cái bản đồ vùng đồng bằng, nhưng mà đây là một cái bản đồ vùng núi, và nó sẽ khó, mình ở cạnh những cái bờ sông ấy nên nó sẽ khá là khó khăn cung cấp đá xuống thấp. Ok, mình sẽ khai thác đá nhé. Khá là khó khăn để có thể phát triển được một thị trấn lớn mạnh ở khu vực này, vì nó có khá là nhiều đồi núi dẫn đến là mình không thể thể xây dựng được trên những khu vực đồi núi nhấp nhô. Ok, mình sẽ xây một cái trường học. Cái bệnh viện. Xây thêm một cái ruộng lúa ở bên này nhé. Xây thêm một con đường. Con đường là khá là quan trọng. Đường thì sẽ giúp cho cái việc di chuyển của người dân qua lại dễ dàng hơn. Và khi mà đã di chuyển dễ dàng thì cái tốc độ di chuyển nó cũng nhanh hơn, và cái năng lực sản xuất của người ta cũng của người dân cũng nhanh hơn. Ok, chúng ta đã đến được cái mùa đông, đầu mùa đông, cuối mùa thu thứ năm. Hiện tại đang có hơn 30 dân rồi, chúng ta đang thiếu khá là nhiều công cụ. Sorry các bạn, mình đã quên mất không chế tạo công cụ. Ở đây nó khá là nhiều công cụ nên mình sẽ để chế tạo mắc công cụ. Với những cái công cụ thì nó sẽ cần chín gỗ hoặc là ba sắt. Nó là một cái tỷ lệ. Đây sẽ là cái công cụ sắt, và sau này khi mà mình lên đời cao rồi mình sẽ chế thêm công cụ sắt, công cụ thép thì nó sẽ bền hơn, nhưng mà nó sẽ tốn nhiều cái tài nguyên liệu của thị trấn hơn. Ok. Ban đầu thì mình đang có một cái lều lều hái lượm ở đây, nên cái lượng máu của người dân, cái sức khỏe của người dân nó khá là ổn định, cũng như là cái niềm vui ở đây. Khu vực bên này thì mình mặc dù là mình đã khai thác gỗ, nhưng mà nó vẫn cân đối được cái việc giữa việc trồng và chặt, khi mà mình đã có một cái trò kiểm lâm ở đây. Ở bên này cũng có một cái trò săn bắn để có thể giúp khai thác được cái lượng tài nguyên. Có lẽ là mình sẽ xây thêm một cái trò săn bắn nữa, mình sẽ xây thêm một cái trò săn bắn nữa, trò kiểm lâm rèn. Đây, mình sẽ xây thêm một cái trò săn bắn ở khu vực bên này để có thể tận dụng tối đa được cái nguồn tài nguyên, cái nguồn lương thực thực phẩm. Lượng củi đốt của mình bây giờ là khá ổn định rồi. Ok, mình sẽ tiếp tục trồng ở đây, mình sẽ trồng bí ngô đi. Sẽ trồng bí ngô. Ở đây, cái số lượng 7 người này nó là tính 7 người cho ba cái ruộng này nhá mọi người nhá. Đấy, 7 người cho ba cái ruộng thì nó sẽ tự cân đối, một cái ruộng sẽ có hai cái ruộng sẽ có hai người, và một cái ruộng sẽ có ba người. Thì càng đông người thì nó sẽ càng cái năng suất nó càng tăng lên, như dẫn dẫn nhưng mà kéo theo đó chúng ta sẽ cần tốn nhiều nhân công. Ok, cái tỷ lệ đá đang xuống thấp vì chúng ta đang xây dựng quá nhiều những cái công trình khác nhau.
dẫn đến là cái việc khai thác đá nó đang bị gặp khó khăn vì cái số lượng đá không có nhiều. Đây, cái đá là một cái rủi ro, gỗ cũng thế, gỗ nếu mà chúng ta không xây dựng và cân đối cái việc trồng trọt thì nó cũng rất đau đầu. Đây mình sẽ xây thêm một cái chòi kiểm lâm, không biết là có nên xây ở đây không, có lẽ là mình sẽ không quyết định thay đổi quyết định, mình không xây cái chòi kiểm lâm đây nữa mà khu vực này mình sẽ để mở rộng thị trấn của mình ra. Hiện tại thì mình đã phát triển thêm người dân rồi, 30, 35, 36 rồi, 36 dân rồi, tất cả những nhà dân này đã đủ rồi, cái lượng lương thực thực phẩm này cũng khá là đủ. Khi mà hết mùa đông ấy thì cái lượng lương thực thực phẩm nó sẽ tụt xuống rất nhanh, nhưng mà cái nó sẽ được bù đắp khi mà có ba cái ruộng, và trong đó là mình đã xây dựng thêm một số cái chòi đang được xây dựng ở đây, một số cái chòi. Ok, hiện tại mình có 7 người lao động và chúng ta cũng sẽ đang mình cũng đang thiếu đá nên chúng ta sẽ tập trung vào khai thác đá mọi người nhá. Nhìn thế này thôi nhưng mà một tí nữa thôi, khi mà thị trấn nó phát triển lên thì cái lượng đá như vậy nó sẽ là không đủ để có thể để xây dựng những nhiều cái công trình khác nhau. Ok, và chúng ta vẫn đang thiếu 8 cái cuốc để có thể 8 cái cuốc của người dân, đang thiếu 8 cái công cụ khác nhau, 8 cái công cụ để cho người dân. Và có lẽ không biết là mình có nên xây thêm một cái xưởng rèn hay không. Sang năm thứ sáu rồi và bên này thì nó vẫn sẽ phát triển được cái lượng trồng và chặt khá là đều đặn khu vực bên này. Bên này thì có lẽ là mình sẽ xây thêm một cái chòi kiểm lâm đi, mình vẫn cứ xây một chòi kiểm lâm để sau này khi mà mình mở rộng quy hoạch ra ấy, thì mình sẽ tiếp tục mình mở rộng quy hoạch thì mình sẽ xóa đi hoặc là mình có thể dỡ bỏ nó đi khá là dễ dàng. Đây là mình đang trồng bí ngô. Cái bí ngô thì hình như nó có cái thời gian thu hoạch cũng như là gieo trồng nó lâu hơn lúa rất nhiều, lâu hơn lúa, dẫn đến là ví dụ như bây giờ đang là cuối hè nhưng cái lúa nó đã đạt được gần đến 100% năng suất rồi, nhưng mà với bí ngô thì nó mới chỉ được 31% thôi. Tất nhiên thì với cái số lượng, cái năng suất nó trồng trọt nó lâu hơn, thời gian lâu hơn thì nó sẽ giữ được lâu hơn và nó sẽ ăn nhiều hơn, mình kỳ vọng là như vậy. Mình cũng không nhớ rõ nữa về những cái lượng lương thực thực phẩm này nó sẽ nhiều hay ít hay là như thế nào. Ok, vẫn đang khá là thiếu thiếu khá là nhiều đá. Mình cũng có thể nâng cấp cái từ nhà gỗ lên nhà đá để giúp cho người dân giữ ấm được, giữ ấm hơn này. Giữ ấm hơn. Nhưng mà cái nâng cấp này thì nó sẽ hơi bị tốn kém và thời điểm bây giờ thì mình thấy là thực ra là nó cũng nhu cầu nó cũng chưa cần thiết lắm. Năm thứ sáu rồi. Và cái sức khỏe người dân thì nó đang bị giảm đi một chút ít. Mình sẽ xây thêm cái nhà dược liệu này, sớm hoàn thành cái nhà dược liệu này để có thể giúp cho cái sức khỏe người dân nó lên cao hơn. Ok, nhưng mà nó sẽ không được 100% đâu, vì tất nhiên nó lúc nào cũng sẽ có những cái tỷ lệ bị đau ốm. Công trình hiện tại thì vẫn đều đang thiếu đá mọi người nhé, đều đang thiếu đá vì đá gỗ, đá người lao động khá là đông nhưng mà vẫn thiếu đá. Mình đang chơi với tốc độ nhanh nhất đó là x10, có nghĩa là mình nó sẽ x10 cái tốc độ lên nên là cái việc thời gian nó trôi nhanh cũng như là những cái hoạt động ở trên trong cái thị trấn này nó nhanh thì mọi người cũng sẽ thấy được nó sẽ khá nhanh. Còn đây là cái tốc độ x1,
nó khá là chậm để dành cho những thời gian vận động người, những mọi người mà chưa quen hoặc có thể mọi người nghiên cứu để đưa ra một cái phương hướng xử lý trong một sự việc thì mọi người sẽ ít chậm lên. Còn nếu mà với những lúc mọi người muốn tăng tốc thì có thể x10 lên thì nó khá là dễ dàng. Sau này chúng ta có thể khai thác được thêm than đá này, công cụ thì chúng ta đang có thừa các công cụ trong kho bẫy rồi. Sau này khi mà cái nhà thôi chưa đủ thì chúng ta sẽ phải chế thêm quần áo ở một cái xưởng may. Ok, mình sẽ đi trước một chút, mình sẽ làm một cái xưởng may đây để đi trước đón đầu. Vẫn đang thiếu khá là nhiều đá. Mặc dù là có tới 9 người lao động nhưng mà cái lượng đá để cung cấp cho những cái công trình này nó vẫn không đủ khi mà mình vừa mới xây một loạt công trình khác nhau. Đây chúng ta đã qua là đến cái năm thứ bảy, mùa xuân của năm thứ bảy rồi. Đây sẽ có một cái nhà dược liệu, và cái nhà dược liệu này thì chúng sẽ cho chúng ta có cái gì để cho chúng ta những cái loại thuốc để có thể giúp cho cái sức khỏe người dân lên cao. Đây, ví dụ như cái rễ cây này để giúp cho cái sức khỏe người dân lên. Chúng ta sẽ còn một công trình nữa, đó là cái hải cảng. Hải cảng thì nó sẽ giúp cho thương nhân đi và đến được cái khu vực thị trấn của mình qua những cái con đường. Ví dụ như bên này sẽ có, ví dụ mình sẽ xây hải cảng bên này để thương nhân họ di chuyển đến đây và mình có thể trao đổi mua bán những cái đồ vật phẩm, nhu yếu phẩm ở trong đó. Ok, đây là có một cái chợ, và cái chợ này thì có một cái tác dụng gì? Chợ này sẽ giúp xe những cái người dân họ đến đây và trao đổi. Ví dụ như cái ngôi nhà này họ đang có nhiều củi nhưng họ thiếu thức ăn thì họ sẽ đưa em đến cái chợ này, họ trao đổi với người khác để lấy lại những cái thứ vật phẩm mà mình cần. Đấy, thì đó là cái nhiệm vụ cũng như là cái tác dụng của cái chợ ở trong cái tựa game này. Còn cái trường học thì sao? Trường học thì sẽ giúp cho người dân có cái tri thức cao hơn, làm việc hiệu quả hơn, cái năng suất hơn. Đấy, thì nhưng mà một người qua học hành, qua học tập thì rèn luyện thì nó sẽ tất nhiên là nó sẽ có được cái kiểu hậu quả cao hơn rồi, chắc chắn rồi, không phải chỉ trong game mà ngoài đời cũng vậy. Ok, mình sẽ xây thêm một cái ruộng lúa nữa, khu vực ruộng lúa nữa ở đây. Ok, đồng hành với bên cạnh cái ruộng lúa thì mình cũng sẽ mở một cái con đường đi ngang qua đây. Để giúp cho quy hoạch của mình nó hoàn thiện hơn. Mỗi khi mà có một cái biến cố hoặc có một sự kiện xảy ra ấy, thì cái tốc độ của cái thị trấn này nó sẽ giảm xuống còn 1x, và mọi người muốn tăng lại thì mọi người sẽ bấm vào đây để có thể tăng lại lên cái tốc độ như mọi người mong muốn. Của mình thì mình chơi khá là quen cái tựa game này rồi, và có thể là mình cũng muốn chơi nhanh lên để có thể phát triển nhanh, có thể trải nghiệm nhanh cho mọi người. Nên là mình sẽ chơi cái tốc độ x10. Còn mọi người nếu mà chơi cứ thư thả thì mọi người sẽ chơi tốc độ x1 hoặc là x5 thì nó sẽ dễ dàng cái điều tiết cũng như là điều chỉnh những cái thông số và thông tin ở trong cái thành phố này hơn. Đây, ví dụ như trường học này mình xây ra và đã có hai học sinh rồi, sẽ có một cái người đưa lên làm thầy giáo và sẽ có hai học sinh ở đây. Như các bạn biết thì mình đã xây được cái khu vực ở trên này là khu vực nhà dược liệu, và khi mà xây xong dược liệu thì nó sẽ có được cái dược phẩm ở trong kho. Cái kho này chính là trong cái kho chứa này đấy, nó sẽ có cái thảo mộc đấy.
Còn cái kho này chính là cái kho vật liệu có thể chứa những cái loại tài nguyên sắt, gỗ, đá, còn tất cả những cái vật phẩm khác thì sẽ chứa ở trong cái kho chứa này. Đấy, mọi người lưu ý là sẽ phân biệt được hai cái đó nhé. Còn một cái nữa là khi mà chúng ta nâng cấp lên cái đường gạch lát ấy, thì sẽ giúp cho người dân di chuyển nhanh hơn, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ tốn đá, và cái thời gian đầu thì mình cũng chưa quá mong muốn là phải đầu tư tất cả lên cái đường gạch, vì đầu tư lên đường gạch thì sẽ làm thâm hụt cái tài nguyên đi, để làm cho chúng ta không có thể đủ tài nguyên để sản xuất hoặc xây dựng những công trình khác. Cái lúa này nó đang bị phá hại này, bị phá dẫn đến là bị ô nhiễm này, hay bị một cái bệnh gì đó. Nhưng mà có bốn cái ruộng rồi ấy, thì mình sẽ phân bổ 8 người, vậy thì mỗi ruộng sẽ có 2 người. Sau này chúng ta sẽ xây thêm được những cái mỏ than, mỏ sắt nữa. Đây có một cái cảng cá. Bản đồ này thì khá là rộng, nhưng mà nó lại sẽ là một cái bản đồ không phải một vùng đồng bằng, nên là có rất nhiều cái đồi núi khác nhau, và mình cũng không thể xây cái kiểu đồng bằng là thẳng băng băng được, trừ khi các bạn sử dụng một cái bản mod thì mới có thể xây được những cái khu vực đồng bằng, hoặc có thể là san lấp đi để có thể xây dựng những cái khu vực trang trại hoặc là những cái khu vực rộng lớn. Còn không thì mình sẽ xây theo cái kiểu là tự nhiên thôi, có nghĩa là chỗ nào mà xây được thì mình sẽ xây, cũng như là thiết kế làm sao cho nó hợp lý nhất thôi, chứ cũng không thể kỳ vọng là 100% nó đẹp lung linh được. Ok, khi mà cái thời gian quá lâu và cái thị trấn đông dân hơn thì sẽ có nhiều người bị dịch bệnh, và chúng ta sẽ cần một cái bệnh viện. Bắt đầu thì chúng ta sẽ chỉ cần xây một cái trường học và một cái bệnh viện thôi đã đủ rồi. Có lẽ là cái lượng người dân cư đã lớn lên rồi, phát triển lên rồi, mình sẽ xây thêm một số cái khu vực nhà để có thể giúp cho người dân có cuộc sống ổn định hơn. Càng xây nhà thì cái lượng người dân mà đến đổ đến thành phố của các bạn, cái thị trấn của các bạn càng đông. Như các bạn đã thấy, ở khu vực này mình khai thác rất là nhiều, đến là cái việc gì dẫn đến là cái việc và những cái trò kiểu lâm này nó sẽ đạt hiệu quả như khu vực bên này. Đây khu vực, ví dụ như khu vực bên này sẽ mình sẽ không trồng nữa và mình chặt nhá. Đấy, mình chỉ chặt thôi, có nghĩa là nó sẽ chỉ khai thác cái chặt gỗ thôi, thì cái lượng gỗ sẽ tụt rất nhanh, và mình đang bị thiếu thức ăn. Thiếu thức ăn mình sẽ nâng cái lượng cái người những cái người dân lên ở những cái khu vực này lên, để giúp cho cái việc đảm bảo cái nhu cầu lương thực thực phẩm. Bên cạnh nó thì cũng khá là rủi ro khi mà cái lượng củi củi đốt của mình đang xuống khá là thấp. Mình sẽ chặt gỗ bên này nha. Cái lượng đá của mình đang có trong kho là 152, 153 rồi, và mình sẽ chuyển hướng sang chặt gỗ bên này. Sau khi mà chặt gỗ xong thì mình sẽ bấm lại cái trồng cây này, để giúp cho cái việc cân đối giữa trồng và chặt không dẫn đến là nó không bị khu vực này nó không bị chết. Bên đây mình cũng đang xây dựng thêm một cái chòi kiểm lâm nữa. Bên đây nữa, mình nhớ là mình xây một cái chòi ở đâu đó này. Chòi săn bắt. Đây, những cái biểu hiện này là nó sẽ
thông báo là ở nhà này đang đông con quá mà đang thiếu thức ăn, mọi người lưu ý nhé. Mặc dù có 4 cái chục lúa rồi nhưng mà vẫn không đủ ăn, không hiểu là ăn cái gì mà ăn lắm như thế. Sau khi mà thu hoạch xong cái này thì những cái nhà này nó sẽ đảm bảo cái nguồn lương thực thực phẩm. Đây, mình nói tiếp một con đường ở đây nhé. Xây một cái khu vườn cây ở đây. Tiếp một con đường. Cái lượng người dân của mình nó đang lên khá nhiều rồi, với lượng 25 học sinh, 25 người lớn, có 5 6 học sinh và đến 10 trẻ em. Trẻ em sau khi mà lớn lên đấy thì nó sẽ là trẻ em ấy thì nó sẽ khi mà nó phát triển xong nó sẽ đi học thì nó sẽ sau đó nó sẽ có công việc mà nó hoạt động nó làm nhanh hơn, cái tăng cái tỷ lệ sản xuất nông lâm nghiệp các kiểu các nghề nghiệp. Không có nguyên liệu. Ok, có lẽ hôm nay mình sẽ chỉ xây dựng đến đây thôi, và thành phố đã sang đến năm thứ 8 rồi. Tiếp tục một khu vực vườn cây, mình sẽ trồng táo ở đây. Nó đã sang đến năm thứ 8 rồi, và hẹn gặp anh em ở những cái clip sau. Và mình sẽ tiếp tục xây dựng cũng như chia sẻ với anh em kinh nghiệm sau khi mà mình đã trải nghiệm xong cái tựa game này rồi. Mình sẽ làm những cái clip chia sẻ cho anh em để giúp cho anh em chơi cái tựa game này nó dễ dàng hơn. Ok, cảm ơn anh em.